Trong tập trước, Vương Lâm sau khi nạp VIP, thức tỉnh hai lần Chu Tước, thì tự tin oánh nhau cùng Bát Tinh Cổ Ma và Thiên Vận Tử. Tuy nhiên, có thể do chưa nạp đủ tiền nên sau một hồi lại rơi vào thế yếu, cuối cùng hắn được Chu Tước Thánh Hoàng cùng Côn Lôn Thánh Nữ, Mộc Băng Mi đến giúp đỡ, mới đuổi được Thiên Vận Tử bỏ chạy. Sau đó, Vương Lâm được Chu Tước Thánh Hoàng đưa về Chu Tước Tông, trước khi đi, vẫn không quên ra điều kiện với lão. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bằng hữu của ta rất nhiều người mất đi thân thể, Tư Thánh Tông một lần nữa sẽ giúp bọn họ ngưng tụ. Huynh trưởng ta Tư Đồ thân vong vì kỳ độc Thi Âm Tông, ta sẽ phụ trách. Ân nhân Chu Giật của ta muốn Thanh Lâm sống lại, vậy thân thể Thanh Lâm ta cho người, nếu cần gì Tứ Thánh Tông sẽ toàn lực trợ giúp. Trong vùng đất yêu linh này ta có một truyền nhân, ta sẽ cho người mang tới Chu Tước Thánh Tông. Tu chân liên minh lúc trước có ý đồ giết ta muốn nguyên thần tiên nhân bọn họ. Trong mắt Vương Lâm hiện lên tia lạnh lẽo, đối với những người này hắn chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, mà giống như một ma đầu. Tiên nhân bốn phía không chút do dự ngay lập tức bay nhanh lui về phía sau, điên cuồng bỏ chạy. Trong mắt Chu Tước Thánh Hoa quang lóe ra, gật đầu nói, việc này không khó. Tay áo hắn vung ra, lập tức thái cổ thánh khí trong không trung chấn động, chia ra làm bốn, hướng về xung quanh quét ngang, tiếng kêu thảm thiết vang vọng nổi lên. Đối với sự lạnh lùng của Vương Lâm, Mộc Băng Mi chỉ cắn môi, lại có vết máu rỉ ra, ánh mắt nàng lộ ra vẻ thống khổ, lớn tiếng hô, Vương Lâm, ta muốn thấy hắn, xin ngươi, cho ta nhìn hắn một lần. Ánh mắt nàng đau đớn, Vương Lâm không nhìn tới, nhưng hắn lại biết sự thống khổ trong lòng của mình cả đời này không thể tiêu tan. Hắn nhắm hai mắt bình tĩnh nói, ta nợ nàng một viên đan dược cứu mạng, càng có một ân cứu mạng. Chu Tước Thánh Hoàng mỉm cười nói, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mà bồi hoàn cho Côn Hư chi cảnh, còn có vấn đề gì không? Vương Lâm lắc đầu, hạ giọng nói, đi thôi. Tay áo Chu Tước Thánh Hoàng vung ra, thân mình Vương Lâm lập tức theo đó bay lên, lực lượng từ Thánh Hoàng tràn ngập, nhằm thẳng đến chỗ hổng trên mặt đất yêu linh mà đi. Vương Lâm, hắn là con của ta muốn thấy hắn. Sắc mặt Mộc Băng Mi tái nhợt, thân mình run rẩy, chằm chằm nhìn Vương Lâm, hai tay nắm chặt lại. Ngươi không xứng. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, hét lớn. Hắn vẫn luôn áp chế tình cảm của mình, nhưng vào lúc này rốt cuộc cũng không khắc chế được, âm thanh giống lên, đem nỗi thống khổ trong lòng mấy trăm năm điên cuồng phát tiết ra ngoài. Hắn vốn đã trọng thương, giờ phút này nỗi thống khổ kìm nén mấy trăm năm bộc phát, tâm thần bị tác động, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt Vương Lâm một mảnh tối tăm. Tư Thánh Tông, đi rồi, mang mọi người đi rồi. Khóe mắt Mộc Băng Mi hai hàng lệ chảy xuống, trong lòng không ngừng đau nhói hướng Chiêu Bạc Sinh phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống lão già hư côn thở dài, tay phải mang theo Mộc Băng Mi rời đi rất xa. Trong hư không chỉ còn âm thanh tang thương quanh quẩn. Nghiệt duyên, một trận chiến này có thể nói tu chân liên minh tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hư không từ bỏ mình, tiên quân phong điên không biết đi đâu, lại tổn thất rất nhiều tiên nhân. Cuối cùng số người có thể trở lại tổng bộ liên minh đã không còn nhiều lắm. Tin tức về một trận chiến đó giống như hoa tuyết rơi, truyền đi khắp nơi. Gần 2 tháng sau, gần như toàn bộ người của liên minh tinh vực đều biết về việc này. Một đám người hoặc là không tin, hoặc lâm vào khiếp sợ, hoặc trong lòng nổi lên tâm tư khác với đủ các loại suy tính. Trong đó đa số là không tin tu chân liên minh vô cùng khổng lồ lại có thể bị một đòn nghiêm trọng như thế. Chỉ có điều theo thời gian, lời đồn về cảnh tượng ngày đó lại càng nhiều, lại thêm 3 tháng trôi qua cũng khiến cho người ta không thể không tiếp nhận sự thật ấy. Càng làm cho những tu sĩ này khiếp sợ đó là Tứ Thánh Tông lại xuất hiện. Theo tin đồn, Chu Tước Thánh Hoàng của Tứ Thánh Tông giáng lâm thì triển thái cổ Tứ Thánh Khí, đánh trọng thương thành viên liên minh trưởng lão Đoàn Thiên Vận Tử, phong ấn một tiên đế mới thức tỉnh. Việc này có thể nói là long trời lở đất khiến cho tất cả tu sĩ đều chấn động, làm lộ ra vẻ không tin và sự hoảng sợ chôn sâu trong tâm thần. Bóng dáng của Tứ Thánh Tông cũng dần dần xuất hiện trong liên minh tinh vực, theo lời đồn không ngừng truyền khai, cũng chậm rãi khắc sâu trong lòng mọi người. Bá chủ ngày nào, phảng phất như một con mãnh thú ngủ say sau vạn năm, lần nữa đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, bên phía La Thiên cũng hiếm thấy đình chỉ công kích, phảng phất như đang cân nhắc mức độ thật giả của tin tức về một cảnh tượng này. Gần như tất cả tu sĩ bên ngoài tổng bộ liên minh tinh vực, dưới tin tức khó có thể tin này đều trầm mặc chờ đợi thông tin phản hồi từ phía tu chân liên minh. Từ khi tu chân liên minh thành lập tới nay, phàm là người trêu chọc tới nhất định đều chết không toàn thây, phải chống chịu lại lừa giận và sự trả thù không ngớt của tu chân liên minh. Chỉ có điều, khi gần như tất cả mọi người đều chờ đợi động thái của tu chân liên minh thì tu chân liên minh lại rơi vào trầm mặc, không truyền ra bất cứ hành động nào. Thời gian thong thả trôi qua, lại qua thêm 3 tháng, dần dần, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nổi lên cảm giác bất ổn trong lòng. Sự trầm mặc hiếm thấy của tu chân liên minh đại biểu cho hàm nghĩa rằng một lần nổi lên bùng nổ long trời lở đất trước đó, có thể tổng bộ tu chân liên minh đã bị một đả kích đến khó có thể tưởng tượng được. Mà lúc này đây, chỉ thiên đại trận bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh lại được dẫn động, ngăn cách hết thảy liên hệ trong ngoài, do đó lập tức dẫn nổi lên một hồi sóng gió. Bên phía La Thiên lập tức lao tới,
Vô số tu sĩ La Thiên điên cuồng công kích hết thảy sự kháng cự của Liên minh Tinh vực, giống như thủy triều, không ngừng dâng lên. Một tháng sau khi toàn quân La Thiên triển khai công kích trên diện rộng, Thi Âm Tông cực kỳ thần bí mạc chắc trong Liên minh Tinh vực đột nhiên truyền ra tuyên bố tuyệt không tham dự vào chiến tranh giữa La Thiên và Liên minh mà chiếm cứ bộ phận Tinh vực phía nam của Liên minh. Ngoài ra hoàn toàn phong tỏa, ngăn cản hết thảy tu sĩ không thuộc Thi Âm Tông tiến vào khu vực này. Một khi xâm nhập vào Nam Bộ sẽ lọt vào công kích hủy diệt của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông trung lập lập tức khiến Liên minh Tinh vực nổi lên một hồi sóng gió, khiến mọi người lâm vào khiếp sợ. Nhưng lúc này đây, tổng bộ của tu chân Liên minh vẫn trầm mặc như cũ, không có mệnh lệnh của tổng bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy lực lượng của Liên minh Tinh vực không thể ngưng tụ, đơn độc đối kháng với sự tấn công điên cuồng của phía La Thiên. Chỉ có điều như thế cũng rất khó có thể hình thành sự kháng cự chân chính. Dưới sự dũng mãnh công kích không ngừng của tu sĩ La Thiên, phía Liên minh liên tiếp bại lui. Cuối cùng trải qua một năm chém giết, toàn bộ phía Bắc của Liên minh Tinh vực đã trở thành đất của La Thiên. Phía La Thiên thành công chiếm cứ phía Tây, phía Bắc, gán thành một mảnh. Thời gian kể từ khi xuất hiện lời đồn đại liên quan đến Tiên Đế Động Phủ trước đó đã trôi qua khoảng 2 năm. Trong 2 năm này, không có tin tức gì từ Liên minh Tổng bộ truyền ra. Đại trận hoàn toàn phong bế, ngăn cản hoàn toàn người nào muốn tiến vào. Từ xa nhìn lại, Liên minh Tổng bộ không còn vẻ náo nhiệt mê hoặc như trước mà giống như một mảnh tử vực. Lời đồn nổi lên khắp nơi liên quan đến việc Liên minh Tổng bộ đã bị người ta nhổ tận gốc, không còn người nào sống liên tiếp được truyền ra trong 2 năm qua. Dần dần, những người ngày xưa cực kỳ kỳ vọng vào Liên minh Tinh vực này đã trở thành thất vọng. Cuối cùng bọn họ tuyệt vọng, hình thành các liên minh to nhỏ, trở thành cát cứ, tự tạo một thế lực riêng. Vô số tông phái mới mọc lên khắp nơi như nấm mọc sau mưa. Những thế lực này hoặc chiếm cứ 3 năm tu chân tinh, tập hợp tất cả tu sĩ mà thành, hoặc chiếm cứ hơn 10 tu chân tinh, tự thành một tông phái. Càng nhiều đó là nguyên các thất cấp tu chân quốc, mất đi sự quản lý của tu chân liên minh, lập tức độc lập giống như là trường hợp Thi Âm Tông. Trong những thế lực này, cường đại nhất có tứ phương, trong đó có 2 thế lực mới, phân biệt ở trong Liên minh Tinh vực, gần như 2 bát cấp tu chân quốc, Xuất Chứa Quốc và Lô Địch Quốc. 2 bát cấp tu chân quốc này lực lượng gần như được bảo tồn hoàn hảo. Sau khi tu chân liên minh mai danh ẩn tích 1.5 năm thì cùng nhau tuyên bố độc lập. 2 phương thế lực khác là trong bối cảnh tu chân liên minh không có động tĩnh, thôn tính nhau, ngưng tụ mà thành một tân thế lực, phân biệt là Thiên Nhân Điện và Địa Tà Môn. Ngoài tứ phương thế lực này còn có một số thế lực nhỏ phân tán. Toàn bộ lực lượng của tu chân liên minh tồn tại ở trung tâm của Liên minh Tinh vực. Sau khi chiếm cứ phía Tây và phía Bắc, phía La Thiên cũng không thỏa mãn. Mục tiêu trước mắt của bọn họ là Thi Âm Tông ở phía Nam, tu chân liên minh ở trung tâm và Liên minh Thần Bí ở phía Đông. Không đến vạn bất đắc dĩ, La Thiên cũng không muốn va chạm với Thi Âm Tông. Còn về phía Đông, theo La Thiên phân tích thì đó là nơi mà 2 năm qua đã trở thành lãnh địa của Tứ Thánh Tông, chẳng qua vẫn chưa có căn cứ rõ ràng mà thôi. Đối với Tứ Thánh Tông, phía La Thiên lại càng thêm kiêng kỵ, thậm chí còn kiêng kỵ hơn cả Thi Âm Tông. Do đó, tổng bộ và liên minh còn sót lại ở trung ương rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại khi đại quân tu sĩ La Thiên chuẩn bị tấn công, sắp sửa xuất kích thì đại trận bên ngoài Liên minh Tổng bộ đột nhiên ầm ầm vận chuyển sau 2 năm phong bế. Liên minh Tổng bộ mở ra ngay lập tức khiến cho Liên minh Tinh vực như nhấc lên một hồi sóng gió, khiến cho bước tấn công của La Thiên lập tức phải đình chỉ lại. Ngay cả Thi Âm Tông cũng lập tức phải nghe ngóng, càng không cần phải nói tới những tu sĩ thuộc liên minh ngày trước nay tự lập thành tân tông phái. Khi mà tất cả mọi người đang quan vọng về phía Liên minh Tổng bộ, Liên minh Tổng bộ cũng không vì một đám tân tông phái mà chỉnh hợp một cách mạnh mẽ mà tùy ý một đám này tồn tại, đồng thời phát động một đạo truy sát lệnh, giết Vương Lâm. Người này ở La Thiên Tinh vực từng dùng tên giả là Hứa Mộc, đạo hiệu là Ma Đạo Tử, chính phẩm Lôi Tiên, hiện nay là tộc nhân Chu Tước Thánh Tông của Tứ Thánh Tông. Phàm người nào lấy được nguyên thần của hắn thì sẽ lấy được truyền thừa tiên giới năm đó của tu chân liên minh. Trừ bỏ truy sát lệnh ra thì Liên minh Tổng bộ cũng truyền ra một đạo phong mệnh. Những tu sĩ của tu chân liên minh hình thành tân thế lực, nếu thủ hộ tổng bộ một giáp thời gian trước La Thiên tu sĩ thì có thể tiến nhập Liên minh Trưởng lão đoàn, được thừa hưởng một phần lực lượng truyền thừa tiên giới. Nếu có người không chiến mà bỏ trốn thì khi tu chân liên minh sụp đổ cũng là thời khắc mệnh hồn vỡ vụn. Ngoài ra, khi Liên minh Tổng bộ mở ra thì có đại lượng pháp bảo và ngọc giản tiên thuật bay ra, được những tu sĩ của liên minh ngày xưa đạt được. Những pháp bảo và tiên thuật này có thể nói là vô số vạn năm tích lũy của tu chân liên minh. Giờ phút này nó tràn ra đã có thể thấy được nguy cơ của tu chân Liên minh Tổng bộ. Sau khi phát ra 2 đạo phong mệnh và đại lượng ngọc giản, pháp bảo, đại trận bên ngoài tổng bộ tu chân liên minh lại lần nữa mở ra, hoàn toàn phong bế tu chân liên minh tổng bộ. Nhưng một lần mở ra ngắn ngủi kia cũng khiến cho đáy lòng tất cả tu sĩ của liên minh ngày xưa phát lạnh. Mệnh hồn của bọn họ không ở trong tay chính mình. Người có tu vi càng cao thâm thì liên minh lại càng mạnh mẽ thu lấy mệnh hồn, phản kháng chỉ có thể là tử vong. Do đó mới khiến cho tu chân liên minh thống trị tinh vực này vô số năm qua. Đồng dạng, ngay tại khi đạo phong mệnh kia của tu chân liên minh truyền ra, phía đông của Liên minh Tinh vực, Tứ Thánh Tông quật khởi,
Cũng giống như phân tích của phía La Thiên Tinh Vực, trong 2 năm qua, Tứ Thánh Tông đã hoàn toàn chiếm cứ phía Đông Tinh Vực, tảo trừ hết thảy lực lượng, ngoại trừ Côn Hư Chi Cảnh. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Liên Minh Tinh Vực bị phân cách thành các mảnh nhỏ, trở thành nhiều thế lực trên chiến trường. Trong đó dù nói rằng La Thiên là mạnh nhất nhưng sự thần bí của Thi Âm Tông, uy danh của Tứ Thánh Tông cùng với Liên Minh còn sót lại sau khi đạt được pháp bảo và tiên thuật mà còn không thể không đối kháng lại với La Thiên vì có điểm yếu nơi mệnh hồn khiến cho những thế lực này đạt được một sự cân bằng vi diệu. Chỉ có điều Viêm Lôi Tử của La Thiên có mối thù truyền kiếp với tu chân Liên Minh, cũng sẽ không vì sự cân bằng này mà dừng lại. Bước chân của những tu sĩ La Thiên lần nữa lại tiến về phần Liên Minh còn sót lại ở trong trung tâm của tinh vực, chiến hỏa lại tràn ngập, tử thương không ngừng tăng lên theo chiến trường mở rộng. Mà lúc này đây, ở trong Tứ Thánh Tông ở phía Đông Liên Minh, có một mảnh tinh vực bị thiêu đốt. Chỗ sâu bên trong tinh vực này, trên một khối đá màu trắng khổng lồ có một thanh niên khoanh chân ngồi. Người này mặc một thân áo trắng, tướng mạo tầm thường nhưng tràn ngập một cỗ khí chất kỳ dị khiến hắn thoạt nhìn rất dáng điệu tiên phong đạo cốt. Hắn nhắm hai mắt, khuôn ngực phập phồng, hai khí long theo hai mũi hắn tràn ra, vờn xung quanh thân thể mấy vòng rồi mới lại theo mũi tiến vào trong cơ thể. Trong quá trình này, khối đá bên dưới thanh niên này liền có đại lượng hỏa diễm màu trắng theo khí long hút vào trong cơ thể thanh niên này. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này đã 2 năm. Trong 2 năm này, hắn chưa từng rời khỏi nơi đây, bình tĩnh ngồi xuống thổ nạp, hấp thu hỏa lực trong khối đá này, trị liệu thương thế của nguyên thần và cơ thể. Phía sau hắn còn có một lão già. Lão già này cực kỳ già nua, dường như đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức sống. Trong 2 năm này, hắn thỉnh thoảng lại nâng tay lên, điểm vào lưng của thanh niên phía trước. Mỗi lần đầu ngón tay hắn hạ xuống, thân mình lão già lại run rẩy. Dường như nguyên lực vô biên trong cơ thể theo đầu ngón tay này tiến vào trong cơ thể của thanh niên, mà thanh niên kia đồng dạng cũng chấn động, một đầu tóc bạc tự động bay lên, sức nóng cực cao trong cơ thể lại càng tăng lên. Chu Tước Thánh Tông, lịch đại thánh hoàng đều cần học tập một loại thần thông tên là Chu Tước Cửu Huyền Biến. Thần thông này truyền thừa từ thời Thái Cổ, là một trong những thần thông đỉnh trong thiên hạ ngày nay. Thanh niên này đúng là Vương Lâm, người rời khỏi Yêu Linh Chi Địa 2 năm trước. 2 năm trước, ở trong Yêu Linh Chi Địa, Vương Lâm bị trọng thương, thân thể tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nguyên thần lại suy sụp đến độ sắp tiêu tan, lại thêm một phen tâm thần bi thống liên quan đến một băng mi khiến cho thương thế của hắn bùng nổ, rơi vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại liền khoanh chân ngồi trên khối đá màu trắng này. Lão già sau lưng hắn chính là Chu Tước Thánh Hoàng. 2 năm qua, phân thân và bản tôn của Vương Lâm đã tách nhau ra, bản tôn chìm sâu vào bên trong tinh cầu Chu Tước Thánh Tông, còn phân thân lại khoanh chân ngồi nơi này, phân biệt chữa thương. 2 năm qua, hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh. Tu vi hắn khi ở Yêu Linh Chi Địa đã cảm nhận được khí tức tịnh niết, chẳng qua giữa khuy niết và tịnh niết còn cần một sự minh ngộ ý cảnh mới có thể đột phá được. Minh ngộ ra ý cảnh này không thể cưỡng cầu, càng không thể nóng vội, nếu không lại càng trì trệ, không thể tiến tới. Trong 2 năm này, linh đài Vương Lâm thanh minh, không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực. Lúc này trong cơ thể hắn, nguyên lực vô biên đã đạt tới đỉnh phong. Chu Tước Cửu Huyền Biến trải qua biến đổi liền làm cho uy lực của thần thông tăng trưởng bội phần. Chẳng qua thần thông cửu huyền lại cực kỳ sâu sắc, huyền bí. Lịch đại Chu Tước Thánh Hoàng có rất ít người mới có thể tu luyện tới đỉnh điểm. Lão giả phía sau Vương Lâm lại nâng tay phải lên, điểm vào lưng Vương Lâm. Ngay lập tức có một cỗ nguyên lực theo ngón tay của lão dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Lấy tu vi của ngươi, nhất là Chu Tước lần thứ 2 giác tinh, xuất hiện bạch sắc Chu Tước, lại có thêm hỏa khải Chu Tước, có thể tu thành đệ nhất biến trong cửu huyền biến. Ngọn lửa toàn thân Vương Lâm mạnh mẽ hướng ra bên ngoài bành trướng, từng trận âm thanh bang bang không ngừng vang lên, truyền ra bốn phía. Nó giống như tiếng sấm quanh quẩn khắp tất cả các tinh cầu trong tinh vực bị thiêu đốt này. Trên một tu chân tinh trong Chu Tước Thánh Tông có một ngọn núi thông thiên. Trên ngọn núi này tràn ngập hỏa diễm, phảng phất như không ngừng thiêu đốt, nhưng kỳ dị là dưới ngọn lửa như vậy mà vẫn có thảm thực vật tồn tại. Tuy thực vật không phải có màu lục mà là màu đỏ thẫm, nhưng đúng là cây cối phủ khắp cả núi đồi. Cơn gió nhẹ thổi đến mang theo một tia sóng nhiệt khiến cho lá cây phát ra tiếng động sàn sạt, cùng với âm thanh như tiếng sấm kia truyền đến dung hợp lại, có thêm một cỗ ý nhị. Trên đỉnh ngọn núi có một người khoanh chân ngồi. Người này có một cái đầu rất lớn, thân mình thấp bé, hai mắt khép kín, chậm rãi thổ nạp, nháy mắt khi âm thanh như tiếng sấm truyền tới, người này mở hai mắt ra, nhìn lên không trung, thần sắc là một mảnh bình tĩnh. Chủ nhân vẫn đang tiếp tục tu hành, ta cũng phải nhanh chóng thích ứng với khối thân thể mới này. Hắn đúng là đại đầu. Nhục thân của đại đầu bị sụp đổ ở Yêu Linh Chi Địa, sau khi đi vào Chu Tước Thánh Tông, dưới sự trợ giúp của vài trưởng lão toái niết, lấy hỏa làm thân, lấy mộc làm cốt, lấy thiên địa nguyên lực làm huyết mạch, lấy ý niệm của đại đầu lần nữa ngưng tụ một thân thể giống y như trước. Khối thân thể này cần đại đầu không ngừng quen thuộc và tế luyện, sau đó mới có thể chịu đựng được những thần thông còn mạnh hơn lúc trước. Trên ngọn núi này cũng không phải chỉ có một mình đại đầu. Bên trong một chỗ lõm xuống cách đó không xa, Lôi Cát với một đầu mồ hôi nóng đang khoanh chân ngồi xuống thổ nạp. Trước mặt hắn còn có một bình ngọc nhỏ màu đỏ,
bên trong ẩn chứa đan dược dùng để cung cấp cho hắn hấp thu. Tiếng sấm bang bang giữa không trung dần dần biến mất, truyền về phương xa, tràn ngập cả tinh vực bị thiêu đốt này. Trên một tinh cầu còn xa hơn nữa, một tinh cầu không có chút quy tắc nào cả, có một mảnh sa mạc màu đỏ kéo dài ngàn dặm. Lúc này gió lốc đang không ngừng gào thét, cơn gió lốc này che cả trời, cuồn cuộn dâng lên đại lượng đất cát vườn quanh bốn phía. Trong sự va chạm của đất cát làm tóe lên vô số đốm lửa ẩn chứa nhiệt độ cực cao, ngay cả gió do con gió lốc này thổi ra cũng giống như sóng nhiệt vậy. Khoảng khắc khi tiếng sấm giữa không trung truyền đến, con gió lốc này chợt đình chỉ một chút, bên trong lập tức biến ảo ra một cơn lốc xoáy hướng về bên ngoài khuếch tán ra, lộ ra một người đang khoanh chân ngồi ở sâu bên trong. Người này thân mình dài rộng phảng phất như một tòa núi thịt, chẳng quan thân thể người này chẳng chịt cơ nhục, tràn ngập mồ hôi nhưng không chút nào thấy cơ nhục co giãn, lau đi mồ hôi trên mặt. Lão già cơ bắp này nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu nói, từ ngày gặp phải tên Vương Lâm này, lão phu như bị toàn những điều không may quấn lấy thân, hết suýt chết lại trọng thương. May mà người này không phải là hạng người thiếu tình cảm. Bên trong Chu Tước Thánh Tông này so với ngoại giới cũng an toàn hơn không ít. Phong ấn trước đó của Vương Lâm cũng đã sớm được cởi bỏ từ 2 năm trước. Tuy nhiên sau khi trải qua trận chiến yêu linh chi địa, mặc dù không có phong ấn, lão phu cũng không dám đối đầu với tên Vương Lâm này. Thần thông của người này quá mức đáng sợ. Phù Phong Tử chỉ cần nhớ tới cảnh tượng Vương Lâm thi triển thần thông ở yêu linh chi địa cũng đủ khiến cho hắn kinh sợ, càng không nói tới ước mơ quay lại thời xa xưa. Nhớ tới nắm tay vô cùng khổng lồ mà hắn chứng kiến năm đó, sự sợ hãi trong lòng Phù Phong Tử lại càng sâu đậm. Tiếng sấm bang 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 lan tràn hướng về bốn phía không ngừng truyền ra. Trên một tinh cầu bên ngoài tinh vực bị thiêu đốt, tinh cầu này không lớn, mặt trên có hỏa diễm màu đỏ thẫm hợp thành một trận pháp. Trong khi trận pháp này vận hành, hỏa diễm dựng lên ngập trời, giống như lửa trại được đốt dựng lên. Trung tâm của trận pháp này có một nam tử khoanh chân ngồi, vẻ mặt tà khí của nam tử này ẩn chứa một sự bá đạo khôn cùng, trong khi thổ nạp, một cỗ sát khí ẩn chứa trong người hắn tràn ngập ra cả bốn phía. Trên đỉnh đầu của người này có lơ lửng một khối huyền băng đang không ngừng phát ra hàn khí. Bị trận pháp vận hành, ngọn lửa ngưng tụ đến đều có một bộ phận dung nhập vào bên trong hàn băng này. Lúc này, sau khi tiến hành một vòng chuyển hóa, bên trong huyền băng nó liền tràn ra cho nam tử bên dưới hấp thu. Theo hàn hấp thu, thương thế trong cơ thể hắn dần dần khỏi hẳn, lại còn cường đại hơn trước đây không ít. Quan trọng nhất là độc tố trong cơ thể hắn dưới áp lực băng hỏa song trùng đang không ngừng tiêu giảm. Tiếng sấm ầm ầm trong không trung truyền qua, nam tử này mở phát hai mắt ra, đại lượng mồ hôi theo trán chảy xuống. Dù có huyền băng ở trên đầu nhưng nhiệt độ cực cao nơi này cũng khiến toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Lão tử chịu không nổi nữa, nam tử này hét lớn một tiếng, thân mình nhảy dựng lên, cả người bám vào khối huyền băng kia, lập tức thân mình giãn ra, lộ ra biểu tình thoải mái. Chỉ có điều hắn thoải mái không được lâu, một tiếng hừ lạnh từ phương xa đã truyền tới, người nếu không muốn đầu phát thân vong thì hãy xuống dưới cho lão phu, địa phương này của các ngươi quá nóng, nếu không phải huynh đệ của lão tử ở trong này, lão tử đã sớm rời đi rồi. Nam tử này lại càng ôm chặt khối huyền băng, hấp thu từng ngụm hàn khí bên trong. Đúng lúc này có một đạo hồng quang từ phương xa xé gió lao tới, khoảnh khắc tới gần nam tử này liền hóa thành một lão giả. Lão giả này chính là một trong những toái nhất trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông. Hắn cau mày, tay phải vỗ một cái vào hư không, chỉ nghe ầm một tiếng, nam tử kia lập tức thoát ly khỏi khối huyền băng, rơi xuống mặt đất. Tư Đồ tiểu tử, nếu lão phu đã phụng mệnh thánh hoàng, toàn lực giúp ngươi giải khai độc tố thì ngươi nhất định phải nghe theo hết thảy sự phân phó của ta, nếu không đừng trách lão phu giáo huấn ngươi. Nam tử này chính là Tư Đồ Nam. Sau khi hắn bị trọng thương ở yêu linh chi địa, độc tố trong cơ thể bùng nổ, nếu không phải là Chu Tước Thánh Tông thì sợ là căn bản không thể sống quá 2 năm. Chỉ có điều 2 năm qua đối với hắn mà nói thì cũng cực kỳ thống khổ, mà căn nguyên của hết thảy sự thống khổ này chính là lão già cực kỳ đáng ghét trước mắt này. Bất kể thái độ của Tư Đồ Nam như thế nào cũng đều không có chút tác dụng. Lão già này cực kỳ cương quyết, gần như luôn luôn không rời đi khỏi hắn trăm trượng, chỉ hơi phân tâm lập tức có thần thông đánh tới. Toái niết mà đã giỏi lắm sao? Ngươi chờ đó cho lão tử, sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử khiến ngươi thử qua cái cảm giác bị trừng cất xem nó như thế nào. Tư Đồ Nam không cam lòng bò dậy, khoanh chân ngồi dưới huyền băng, tiếp tục thổ nạp. Trên mặt lão già lộ ra vẻ mỉm cười. 2 năm qua hắn đúng là có chút xem trọng tên Tư Đồ Nam này. Mặc dù ra mà xuất thủ ngăn cản đối phương hấp thu huyền băng nhưng hết thảy đều là vì Tư Đồ Nam mà thôi. Vả lại khi hắn ra tay đều cũng rất đúng mức, không làm thương tổn đến Tư Đồ Nam. Lúc này nghe vậy, hắn cười nói, được, lão phu chờ ngày đó đến. Ngươi chờ đó. Tư Đồ Nam lật lật mí mắt, trên thực tế trong lòng hắn cũng hiểu rõ, lão già này chính là vì bản thân mình mà thôi. Chỉ có điều nhiệt độ này khiến hắn thật sự không thể chịu đựng được, càng quan trọng là 2 năm qua hắn bị hạn chế tự do. Mỗi lần nhớ tới cuộc sống như vương giả năm nào lại khiến Tư Đồ Nam thở dài tiếc nuối. Tiểu nương bỉ ở Phượng Lật Tinh kia cũng hãy chờ lão phu đấy. Tiếng sấm gào thét qua tinh không, dần dần biến mất. Vương Lâm thở sâu, hai tay bấm quyết vung ra phía ngoài,
Lập tức khối đá màu trắng dưới thân hắn lập tức dũng hiện ra nhiệt độ cực cao, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Lão giả phía sau Vương Lâm sắc mặt càng trở nên tái nhợt, tử khí trên người càng đậm, khàn khàn nói, lão phu sợ là kiên trì không được bao lâu, hy vọng trước khi sinh cơ chấm dứt, lão phu có thể chứng kiến người tu luyện thành công cửu huyền đệ nhất biến. Như thế thì lão phu đã có thể yên tâm giao chủ tước thánh tông lại cho ngươi. Chỉ khi nắm giữ cửu huyền đệ nhất biến mới có thể khống chế được thái cổ thánh khí của chủ tước thánh tông. Trong khi Vương Lâm khoanh chân, hắn thu hồi hai tay lại, từng trận nhiệt khí tiến vào trong cơ thể, theo kinh mạch vận chuyển, hắn thở ra một ngụm nhiệt khí thật sâu rồi mở hai mắt ra, không cách nào có thể hình dung ra đây là cái dạng đôi mắt gì, chỉ có thể nói đôi mắt này rực rỡ tinh quang, phảng phất như bao hàm hết thảy thiên địa. Đôi mắt này sáng đến độ bất kỳ ai nhìn vào đều phải cúi đầu. Bên trong ánh mắt này ẩn chứa một cỗ cơ trí có thể thông hiểu hết thảy. Thánh Hoàng hãy cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức, Vương Lâm bình tĩnh nói. Trước đây ngươi đã nói là nghi ngờ rằng Thanh Long Thánh Hoàng đang bị vây khốn ở Vũ Chi Tiên Giới. Việc này quá lớn, chẳng qua, việc mở ra Vũ Chi Tiên Giới lại nằm trong tay của Tu Chân Liên Minh. Dù sao Tu Chân Liên Minh đạt được tuyệt đại bộ phận truyền thừa, không có Vũ Chi Tiên Tinh thì không thể mở ra được. Lấy thực lực trước mắt của Tứ Thánh Tông ta còn chưa thể đối kháng lại Tu Chân Liên Minh. Lão Phu sẽ nghĩ biện pháp đạt được Vũ Chi Tiên Tinh. Chỉ có điều sau khi tới tay thì việc nghĩ cách cứu viện Thanh Long Thánh Hoàng là phụ thuộc vào ngươi. Trong thanh âm của lão già lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn còn sống tới hôm nay, bất kể là tâm thần hay thân thể đều đã mệt mỏi đến cực độ. Chỉ có điều hắn không yên lòng với Tứ Thánh Tông nên mới cắn răng kiên trì tới hôm nay. Mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng sự thống khổ vô tận về thể xác. Nhưng có tin tức gì về sư huynh Thanh Thủy của ta hay không? Vương Lâm lâm vào trầm mặc, trong khi tiếp tục nhắm mắt thổ nạp thì nhẹ giọng nói, cái tên tiên quân Thanh Thủy lão phu đã sớm nghe như sấm đánh bên tai. Hành tung của hắn, Tứ Thánh Tông đã triển khai toàn lực cũng chỉ có thể tra xét ra rằng hiện tại hắn đang ở nơi trung tâm của Liên Minh Tinh Vực, cũng chính là trong phạm vi tổng bộ Liên Minh Tinh Vực. Lão phu nghi ngờ rằng 2 năm phong tỏa của Liên Minh tổng bộ có quan hệ rất lớn với Thanh Thủy này. Lão già trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Vương Lâm trầm mặc, một cảm giác cực kỳ buồn dâng lên trong lòng. Hành động của Thanh Thủy không ai có thể ngăn trở. Than thầm một tiếng, Vương Lâm lại nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào trong thổ nạp. Lão phu biết quan hệ giữa ngươi và Thanh Thủy, đợi sau khi ngươi tu thành cửu huyền đệ nhất biến, khi mà lão phu lấy được Vũ Chi Tiên Tinh thì có lẽ cũng nhận được thông tin chính xác về Thanh Thủy. Lão giả nhìn thoáng qua Vương Lâm phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Tiểu bối trước mặt này là hy vọng của hắn, cũng là hy vọng của Chu Tước Thánh Tông, vì người này hắn có thể không tiếc hết thảy, với những nguy cơ trong yêu linh chi địa mà vẫn không quên bạn bè. Lúc này sau khi đã an nhàn vẫn không quên Thanh Thủy kia, người như thế này xứng đáng để lão phu yên tâm giao phó Chu Tước Thánh Tông, càng yên tâm mà truyền thụ thần thông bắt buộc phải có này. Lão giả âm thầm gật đầu, lại nâng tay phải lên lại điểm vào lưng của Vương Lâm, nguyên lực trong cơ thể lão không ngừng dũng mãnh tiến nhập vào cơ thể Vương Lâm, dung nhập vào nguyên thần, vờn quanh hỏa trùng ở trong nguyên thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đó lại đã qua thêm 1 năm. Trong 1 năm này, thế cục trong Liên Minh Tinh Vực cũng không có nhiều biến hóa, phân tranh vẫn còn, chiến hỏa không ngừng. Tứ Thánh Tông ở phía đông Liên Minh Tinh Vực cũng không bị cuốn vào quá mức, chỉ là bởi vì một đạo phong mệnh nhằm vào Vương Lâm từ phía Liên Minh tổng bộ mà có một số kẻ cả gan lẻn vào trong phạm vi của Tứ Thánh Tông. Chẳng qua những người này không thể nhắc lên được biến hóa gì, toàn bộ đều bị những tộc nhân canh gác của Tứ Thánh Tông chém giết. Dù là một số kẻ có tu vi cao thâm tránh qua được sự tuần tra của tộc nhân, nhưng sau khi tiến sâu vào bên trong cũng sẽ bị trưởng lão của Tứ Thánh Tông tiêu diệt sạch sẽ. Cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh vẫn dai dẳng, nhưng nơi Thi Âm Tông lại là một mảnh bình tĩnh, chỉ là trên chiến trường thỉnh thoảng lại xuất hiện người của Thi Âm Tông. Bọn họ xuất hiện nhằm sưu tầm xác người chết hoặc phần thi thể còn sót lại, mặt khác cũng là để liên hệ với các thế lực của song phương, làm nổi lên nghề buôn bán thân thể. Chiến tranh không dứt khiến Thi Âm Tông rất hoan nghênh, số lượng lớn thân thể không ngừng được đưa ra, không ngừng đưa về các thế lực lớn trong La Thiên và Liên Minh Tinh Vực. Đồng dạng, tiên ngọc, pháp bảo, tài liệu, thân thể cũng cuồn cuộn tiến vào trong Thi Âm Tông. Bên trong toàn bộ Liên Minh Tinh Vực, dường như chỉ có Côn Hư Chi Cảnh và Tứ Thánh Tông là tương đối bình yên, phảng phất như ngăn cách với nhân thế. Trong 1 năm này, tốc độ thổ nạp của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh. Âm thanh bang bang từ trong cơ thể hắn nghe như tiếng sấm cũng không ngừng vang lên trong phạm vi Chu Tước Thánh Tông, khiến cho tất cả tộc nhân dù có nhiều người chưa từng gặp qua nhưng đều ghi nhớ trong lòng. Tất cả tộc nhân đều biết được người truyền ra âm thanh như tiếng sấm này là Vương Lâm, là hy vọng cho chức Thánh Hoàng mà toàn bộ Chu Tước Thánh Tông đều đang chờ đợi. Tuy nhiên, phàm là nơi có người ở thì sẽ có phân tranh, có tranh giành quyền lực, bên trong Chu Tước Thánh Tông cũng là như thế. Cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành Vương Lâm, ngược lại, cũng có không ít tộc nhân xuất hiện mâu thuẫn với hắn, nhất là những người mà Chu Tước Thánh Tông đã lựa chọn bồi dưỡng phát triển thành Thánh Hoàng, từ trong vô số tộc nhân tuyển chọn ra được 3 người, là 3 người cực kỳ không cam lòng, thậm chí một số tu sĩ thuộc thế hệ trước cũng vì sự an bài của Thánh Hoàng mà có chút bất mãn.
Chẳng qua uy nghiêm của Thánh Hoàng quá lớn khiến cho những người này không dám không nghe theo. Thời gian 3 năm, mỗi ngày mỗi đêm, Vương Lâm dường như chưa bao giờ đình chỉ thổ nạp. Nhất là Chu Tức Thánh Hoàng phía sau hắn không ngừng đem nguyên lực của tự mình truyền vào trong cơ thể của Vương Lâm. Hơn nữa là nhiệt độ cực cao nơi khối đá hai người ngồi khiến cho tu vi của Vương Lâm ngày càng tinh tiến. Thương thế nơi nguyên thần của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Hỏa trùng dưới sự dung nhập không ngừng của hỏa diễm phảng phất như sắp sửa hòa tan, tản mát ra lực lượng vô biên, tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Trên cánh tay phải của hắn có 7 hỏa diễm đồ đằng như ẩn như hiện. Sự vận chuyển lực lượng vô biên trong cơ thể chính là nguyên nhân gây ra âm thanh bang bang như tiếng sấm kia. Theo không ngừng hấp thu, một ngày này, hỏa nguyên lực trong cơ thể hắn dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn, giống như muốn đem thân thể hắn bạo vỡ vậy. Từng trận cảm giác tê tái bất chợt truyền khắp toàn thân Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm mạnh mẽ mở trừng hai mắt ra, hai tay bấm quyết nhanh chóng liên tục điểm xuống thân thể. Mỗi lần ngón tay hắn hạ xuống, nguyên lực vô biên trong cơ thể hắn đều tiêu tan chút ít trong chốc lát. Liên tiếp điểm xuống 7 lần, nguyên lực sắp sửa bùng nổ trong cơ thể lập tức tiêu tan gần như không còn chút gì. Cảm giác tê toái trong cơ thể cũng theo đó biến mất, chỉ có mồ hôi toàn thân cũng khiến quần áo của hắn ướt nhẹp, hóa thành từng mảnh bạch khí bay lên không. Đây là lần thứ 8. Vương Lâm thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói, 3 năm qua, một cảnh tượng như vừa rồi, Vương Lâm đã trải qua 8 lần. Mỗi lần đều là nguyên lực trong cơ thể hắn đạt tới đỉnh phong, thân thể hắn không chịu nổi, sắp sửa tự bạo thì hắn nhanh chóng đem hỏa nguyên lực toàn thân không ngừng nén ép, khiến cho thân thể chịu đựng được càng nhiều nguyên lực. 4 lần đầu tiên đều là do Chu Tước Thánh Hoàng ra tay áp chế phong ấn nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm. Mấy lần sau là tự Vương Lâm thực hiện. Khoảnh khắc khi nguyên lực trong cơ thể bị áp chế, trên cánh tay phải của Vương Lâm vốn có 7 hỏa diễm đồ đằng lại nhiều thêm một cái, 8 đồ đằng vờn quanh, chỉ còn thiếu một cái liền trở thành một hình tròn đầy đủ. Cửu huyền đệ nhất biến, lấy 9 thế tu hành ý, cần ngươi không ngừng hấp thu hỏa lực, áp chế thành 9 hỏa diễm đồ đằng. Vận ý của 9 hỏa diễm đồ đằng này tượng trưng cho 9 thế tu hành của ngươi, sau đó toàn bộ bùng nổ, mượn lực lượng 9 thế có thể che cả trời này, toàn bộ ẩn giấu trong một thể, tiến tới phong ấn, trở thành cửu huyền đệ nhất biến. Chữ biến ở đây không phải là biến hóa mà là biến cường, khiến ngươi ở đệ nhất biến bộc phát ra oai lực cực lớn. Chỉ như thế lão phu mới có thể yên tâm khiến ngươi trở thành thánh hoàng, cũng yên tâm để ngươi đi tu chân liên minh. Thanh âm già nua của Chu Tước Thánh Hoàng vang lên phía sau Vương Lâm. Chỉ có điều thời gian của lão phu không còn nhiều nữa. Những ngày gần đây lão phu nhiều lần cảm giác được tử vong bao phủ. Ta cần phải khiến ngươi hấp thu nguyên lực thế thứ 9 nhanh hơn. Quá trình này sẽ rất thống khổ. Ngươi phải cố gắng mà chịu đựng. Ngươi đồng ý chứ? Vương Lâm trầm mặc. Một lúc lâu sau hắn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Được. Vẻ tán thưởng trong mắt Chu Tước Thánh Hoàng càng đậm nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối. Hạ giọng nói, nếu là phân thân của lão phu nam đó truyền cho ngươi Chu Tước ấn ký và khiến ngươi Chu Tước giác tỉnh sớm hơn một chút thì... Ai? Chu Tước Thánh Hoàng lắc đầu, không nói thêm nữa. Hắn thở sâu, hai tay vỗ xuống khối đá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, toàn thân hắn bay lên cao, lộn đầu ngược xuống, đỉnh đầu áp vào thiên linh của Vương Lâm. Hai tay hắn bấm quyết quét ra xung quanh, trong âm thanh ầm ầm, hỏa nguyên lực trong cơ thể Chu Tước Thánh Hoàng điên cuồng theo linh cái của Vương Lâm dũng mạnh tiến vào trong cơ thể hắn. Ngoài ra khối đá màu trắng dưới thân Vương Lâm lại tràn ra nhiệt độ cực cao, hóa thành một ngọn lửa nhẹ nhẹ, hỏa lực dũng mạnh tiến vào cơ thể Vương Lâm. Do đó, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm bạo tăng với một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua cường hoành như thế này mang tới sự thống khổ thì thường nhân cũng khó có thể chịu đựng. Mặc dù là Vương Lâm cũng toàn thân lập tức tản mát ra bạch khí nồng đậm, bạch khí này chính là mồ hôi của hắn hóa thành. Theo nguyên lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, cảm giác thống khổ như bị bạo hành này khiến diện mạo của Vương Lâm cũng phải vặn vẹo. Từng tiếng gầm nhẹ từ trong miệng hắn không ngừng truyền ra. Lúc này hắn dường như rơi vào bên trong nộ hải cuồng lãng, đang không ngừng giãy giụa trong đau đớn. Thời gian trôi qua, âm thanh gầm gừ của Vương Lâm càng lúc càng lớn, cuối cùng như tiếng gầm giống. Gân xanh toàn thân hắn nổi hết lên, như muốn bạo khai. Nguyên lực trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh, ngày càng trở nên mãnh liệt. Những âm thanh bang bang như tiếng sấm lại từ trong cơ thể hắn liên tục truyền ra, khuếch tán ra bốn phía. Giờ khắc này, toàn bộ tinh vực bị thiêu đốt, toàn bộ mọi người đều có thể rõ ràng nghe được âm thanh thống khổ của hắn. Đối diện với sự thống khổ này, Vương Lâm không thể trốn tránh, càng không thể chặt đứt được mối liên hệ với cảm giác đau đớn này mà phải vận dụng toàn bộ tâm thần để vận chuyển khối nguyên lực khổng lồ đang không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Nếu không thân thể hắn sẽ lập tức nổ tung. Chu Tước Thánh Hoàng cũng đã rơi vào đường cùng nên mới buộc phải làm như thế. Một tháng gần đây hắn đã chân chính cảm giác được tử vong. Hắn biết hắn chỉ sợ không thể sống quá 3 tháng nữa mà thôi, 3 tháng sau thiên nhân đệ tam suy sẽ lại bùng nổ, hắn chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Thống khổ đến cùng cực khiến Vương Lâm gào giống long trời lở đất. Đến ngày thứ 7, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lần nữa lại đạt tới đỉnh. Chu Tước Thánh Hoàng ở trên đỉnh đầu hắn lại càng thêm già nua, trong tử khí tràn ngập hắn ngã xuống phía sau Vương Lâm. Chết thì xá gì,
Sắc mặt của Chu Tước Thánh Hoàng xám như tro tàn, nhưng hai mắt cũng lóe lên quang mang chờ mong, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trước người. Hắn không sợ chết, cái hắn sợ chính là chết mà không thể nhắm mắt được. Sợ là sau này Chu Tước Thánh Tông không có người nối nghiệp, sợ Chu Tước Thánh Tông tiêu tan, chính mình phải thẹn với tổ tiên, thẹn với toàn bộ Chu Tước Thánh Tông, nhất định phải thành công. Lúc này đây Vương Lâm là toàn bộ hy vọng của hắn, là hy vọng khiến hắn có thể ngậm cười nơi chín suối. Trong tiếng gào thét, toàn thân nguyên lực của hắn hướng về bên ngoài điên cuồng bùng nổ, từ trong cơ thể hắn lại vang lên âm thanh ầm ầm như tiếng sấm nổ. Dưới sự tràn ngập của nguyên lực vô biên, sự thống khổ đến khó có thể tưởng tượng được, Vương Lâm nâng tay phải lên, đang muốn điểm vào chính ngực mình để phong ấn nguyên lực. Ánh mắt của Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ thất vọng nhưng cũng không ngăn cản. Hắn biết rất ít người có thể chịu đựng được sự thống khổ và mượn nó để trùng kích cửa huyền đệ nhất biến. Dù là làm như thế thì cơ hội thành công sẽ rất cao và giảm thiểu được rất nhiều thời gian. Có lẽ yêu cầu của ta đối với hắn đã quá cao. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử mới tu đạo được hơn 1000 năm mà thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể đổi cho thời gian của ta không còn nhiều nữa. Thần sắc của Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ mệt mỏi, nội tâm than thầm, nhắm hai mắt lại. Nhưng nháy mắt khi hai mắt hắn khép lại, tay phải Vương Lâm đang định phong ấn nguyên lực của tự thân lại thì đột nhiên dừng lại. Hai mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, một quyết tâm quyết không quay đầu hiện lên trong mắt. Hỏa đồ đằng thứ 8, khai. Vương Lâm giãy đầu một cái thật mạnh, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức hỏa diễm đồ đằng thứ 8 trên cánh tay phải của hắn lập tức thiêu đốt lên trên. Ở trong tinh vực bị thiêu đốt này phảng phất như nở rộ một đóa hoa hỏa diễm. Thân mình Vương Lâm nhảy dựng lên, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Đóa hoa hỏa diễm kia lập tức lao thẳng lên về phía Vương Lâm, mạnh mẽ chui vào trong cơ thể hắn, lại tác động tới tất cả những hỏa diễm trong tinh vực này. Giờ khắc này toàn bộ tinh vực thiêu đốt của Chu Tước Thánh Tông lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này hết thảy sinh linh trong tinh vực này đều chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên, cửu huyền đệ nhất biến. Bên trong Chu Tước Thánh Tông, đa số lão giả đều lộ ra dao động vì biết Chu Tước giác tỉnh. Chu Tước giác tỉnh không nhất định là thánh hoàng, nhưng cửu huyền đệ nhất biến thì tất thành thánh hoàng, là tượng trưng cho việc chuyển giao giữa hai thánh hoàng. Vương Lâm lơ lửng ở giữa tinh không, xung quanh là một biển lửa. Sự thiêu đốt này tản ra từng trận sóng nhiệt và âm thanh gào rít vang khắp tinh không, vờn quanh toàn bộ Chu Tước Thánh Tông. Trên cánh tay phải Vương Lâm, lúc này chỉ còn lại 7 đóa hỏa diễm đồ đằng. Hoa hỏa diễm bên ngoài thân thể hắn triển khai thành những tấm lưới, nở rộ như ánh mặt trời. Hỏa nguyên lực nồng đậm nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong cơ thể hắn, hỏa nguyên lực nồng đậm đến độ khó tưởng như một cơn phong bạo quét qua, âm thanh bang bang không ngừng vang lên trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người trong tinh vực đang thiêu đốt ở thời khắc này đều có thể rõ ràng nghe được. Đau đớn kịch liệt như tê liệt tâm can Vương Lâm. Thân thể hắn lúc này như một cái bình mà lúc này đang phải đè ép một lượng nguyên lực lớn gấp 9 lần. Do đó, có thể tưởng tượng được đau đớn đạt tới độ nào. Chu Tước cửu huyền biến chính là mượn 9 thế nguyên lực đồng thời bùng nổ. Sau khi không ngừng nén ép, cưỡng bức người ta phải tu hành, mở ra cửu huyền đệ nhất biến. Đau đớn trong cơ thể khiến cho bộ mặt Vương Lâm tràn đầy gân xanh. Gần như chỉ mới thừa nhận 2 thế nguyên lực cũng đã khiến cho kinh mạch của hắn như đang phải chống lại sự bạo khai. Nhưng nếu như thế mà từ bỏ thì cũng không phải như con người của Vương Lâm. Hắn cắn răng, không để ý tới mồ hôi đang túa ra ướt đẫm thân mình, vùng vẫy nâng tay trái lên, lần nữa điểm lên trên hỏa diễm đồ đằng ở phía trên tay phải. Hỏa diễm đồ đằng thứ 7 lập tức thiêu đốt, trực tiếp ở trên tay phải Vương Lâm nở ra, hóa thành một đóa hoa hỏa diễm. Cùng lúc đó, trong cơ thể Vương Lâm, thanh âm bang bang gần như đã đạt tới đỉnh, giống như những tiếng sấm điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Một mảnh xương máu lập tức theo lông tóc của Vương Lâm phun ra, vờn quanh trước người hắn. Chỉ có điều máu tươi này vừa xuất hiện lập tức đã bị ngọn lửa xung quanh thiêu đốt, hóa thành một mảnh huyết khí rồi tiêu tan. 3 thế nguyên lực dung nhập vào trong cơ thể, cảm giác thân thể như muốn vỡ tung lại càng thêm kịch liệt. Toàn thân Vương Lâm run rẩy, không ngừng hướng về không trung gầm thét. Gầm! Trong tiếng gầm giống này, ngoài thân thể hắn lập tức có những quang mang đỏ thẫm lóe lên, khải giáp màu đỏ hồng nháy mắt đã biến ảo ra, bao bọc lấy thân thể hắn. Khoảnh khắc khi áo giáp này xuất hiện, nguyên lực nhiều vô kể trong cơ thể Vương Lâm như tìm được nơi phát tiết, lập tức điên cuồng tiến vào bên trong áo giáp, khiến cho xích hồng khải giáp của Vương Lâm càng phát ra quang mang màu đỏ thẫm. Trên khối đá cách đó không xa, Chu Tước Thánh Hoàng nhìn không chớp mắt về phía Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ chờ mong và rất khẩn trương. Tay phải lão đã nâng lên, nếu Vương Lâm không chịu đựng được nữa thì hắn sẽ ra tay trước. Đệ nhất biến không thành công tuy khiến hắn thất vọng, nhưng so với việc này thì tộc nhân giác tỉnh lần thứ 2 này càng trọng yếu hơn. Lão phu đã quá nóng nảy rồi. Tư chất của người này bình thường, cưỡng ép hắn như thế này ngược lại đã làm hại hắn. Ai, lão đã quyết định, một khi thấy Vương Lâm thất thường thì sẽ lập tức xuất thủ cứu viện. Chu Tước khải giáp xuất hiện khiến cho sự thống khổ trong cơ thể Vương Lâm giảm bớt. Hắn thở sâu một hơi, tay trái lại điểm lên tay phải, đóa hỏa chi hoa thứ 6 lại bỗng xuất hiện, nguyên lực lại điên cuồng ầm ầm dũng xuất. Bất kể thế nào cũng phải chịu được loại thống khổ này, nhất định.
ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia ngoan sắc. Sau khi mở ra hỏa diễm đồ đằng thứ 6 thì vẫn không dừng lại mà lần lượt điểm xuống 3 cái, đồ đằng thứ 5, đồ đằng thứ 4, đồ đằng thứ 3, liên tiếp điểm xuống, tổng cộng 4 hỏa diễm đồ đằng gần như bị Vương Lâm đồng thời mở ra, nháy mắt 4 thế nguyên lực long trời lở đất, thiêu đốt toàn bộ tinh vực. Một cảnh tượng điên cuồng này của Vương Lâm dù là Chu Tức Thánh Hoàng đồng tử trong mắt cũng phải co rụt lại. Dưới con mắt lão, trong thâm tâm Vương Lâm đang có một cỗ ý niệm ngoan nghịch điên cuồng. Người này chỉ tu hành có 1000 năm mà đạt tới trình độ lúc này, có thể lần thứ 2 Chu Tức giác tỉnh cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong tính cách của hắn có một cỗ ngoan và nghịch, có quan hệ rất lớn tới thành quả hôm nay của hắn. 4 thế nguyên lực, ngoài ra còn có nguyên lực trong cơ thể và áo giáp, tổng cộng là 7 thế nguyên lực đột nhiên tràn ngập cơ thể Vương Lâm. Ầm một tiếng, Vương Lâm phun ra một ngụm tiên huyết, tay phải nâng lên điểm một cái lên mi tâm. Lập tức từ trong thiên linh của hắn bay ra một con Chu Tước màu trắng. Con Chu Tước này xuất hiện lập tức truyền ra một âm thanh Chu Tước. Phần lớn nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lại tiến vào trong con Chu Tước kia khiến cho thân thể nó nháy mắt đã trở nên khổng lồ, gần như che cả trời. Năm đó, Chu Tước vốn bị Thiên Vận Tử bắt nhưng khi Chu Tước Thánh Hoàng tiến đến thì sao có thể để Thiên Vận Tử đem Chu Tước lênh đi được. Theo Chu Tước xuất hiện, Vương Lâm cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân, gầm nhự một tiếng, tay trái lại điểm lên một trong hai hỏa diễm đồ đằng còn sót lại. Trong chốc lát, hỏa diễm đồ đằng này lập tức hóa thành một thế nguyên lực, mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm có cảm giác như thân thể của mình, từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, giống như đặt mình vào trong thiên địa hồng lô, đang không ngừng bị luyện hóa. Thực tế Vương Lâm cũng không biết bên trong tinh vực đang bị thiêu đốt này, tất cả người của Chu Tước Tông đều tràn ra thần thức, lấy một phương pháp đồng tộc đặc thù, chứng kiến một thế hệ Thánh Hoàng đang trỗi dậy. Cũng có một đám người quen thuộc với Vương Lâm đang chú ý hết thảy, chỗ ngọn núi nơi Lôi Cát và Đại Đầu, hai người bọn hắn cũng không tiếp tục vận công chữa thương mà đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hai người bọn hắn có thể cảm nhận được Vương Lâm lúc này giống như Phượng Hoàng dục hỏa, đang chịu đựng một lần niết bàn trọng sinh. Chủ tử, bên trong một mảnh gió lốc trong một sa mạc, lúc này gió lốc đã dần biến mất, Phù Phong Tử kinh ngạc nhìn không trung, lẩm bẩm nói, thiên địa nguyên lực thật cường đại, chẳng lẽ là hắn đã tới lúc thu công sau 3 năm tu hành. Trên một tu chân tinh khác, Tư Đồ Nam cũng không tiếp tục thổ nạp mà hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào không trung, thần sắc lộ ra một chút căng thẳng. Bên cạnh hắn, trưởng lão Chu Tước Tông cũng không thúc giục Tư Đồ Nam tu luyện mà cũng đang nhìn về không trung, trong thần sắc lộ ra một cỗ kỳ vọng và hưng phấn. Tâm thần già nua của hắn lúc này cũng không khỏi dâng lên xúc cảm. Trên tu chân tinh nơi Tư Đồ Nam đang ngồi cũng có hai người Vương Lâm quen biết, trong đó có một người, nơi nàng ở chính là ở phía tây bắc, nơi có một phiến rừng hoa. Tại nơi cực nóng này có thể xuất hiện những đóa hoa cực kỳ hiếm thấy, trong một mảnh gần như toàn bộ là biển lửa màu đỏ, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này không phải là Hoa Vương mà là Ngân Y nữ tử. Lúc này, nữ tử đang ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc lộ ra quang mang kỳ dị. 3 năm đã qua, nàng mơ hồ nhớ tới một cái gì đó. Một người khác cũng ở trên tu chân tinh này, chỗ ở của hắn là một phiến đầm lầy đã khô cạn, thân thể người này trần trụi, hiện lên vô số phủ băn. Xung quanh hắn còn có một số mãnh thú sinh tồn trong một nơi cực kỳ nóng này. Nhưng hiện tại cả đám mãnh thú này đều đã tử vong, da trên mi tâm đã bị cắt ra. Người này đúng là Tháp Sơn, hắn phá đầu ngón tay, đang vẽ lên trên một tấm da thú nhưng lúc này liền lập tức ngẩng đầu lên, ngón tay cũng dừng lại. Chủ nhân, ngài xuất quan sao? Cùng lúc đó, bên trong tinh vực bị thiêu đốt, một tu chân tinh bên cạnh, ở trên đỉnh một ngọn núi cao nhất có một bức tượng đá màu đen. Bộ dáng của bức tượng này giống sờ sờ Vương Lâm, dưới bức tượng đá có một thanh niên đang khoanh chân ngồi. Trong 3 năm qua, hơn 2000 ngày đêm, người thanh niên này thủy chung vẫn ngồi ở đó, không chút động đậy, tâm thần đi một mặt nước lặng. Hắn ngẩng đầu lên, nghe được âm thanh gào rít bang bang như tiếng sấm đánh bên tai, thần sắc lộ ra một tia kích động. Sư phụ, hắn là Thập Tam, luyện hồn tông ở trên một tu chân tinh, trong thành trì của Chu Tước Thánh Tông, một lão giả thần sắc tang thương đang ngồi ở đầu tường thành, cầm một bầu rượu trong tay, uống từng ngụm một, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ chua xót. 3 năm qua hắn thủy chung vẫn là như thế. Tiếng sấm ầm ầm trên không trung, bầu trời tràn ngập màu đỏ thẫm khiến lão già này ngẩng đầu lên. Một lúc sau lão cúi xuống tiếp tục uống rượu. Lão nhị, lão tam, đại ca xin lỗi các ngươi. Lão già này buông hai hàng lệ, một ngụm uống cạn cả bầu rượu. Linh nhi, mang đến thêm cho ta một ít rượu. Lão già ném bầu rượu vào trong thành. Phía sau lão có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ này cắn môi. Năm đó, khi nàng được Chu Tước Thánh Tông điều tới nơi đây thì Trần Đạo Tử đã có bộ dáng như thế này. Đáy lòng chua xót, thiếu nữ lặng lẽ xoay người rời đi. Rất xin lỗi lão nhị, lão tam, thanh âm thống khổ của lão giả lại từ từ truyền vào trong tai thiếu nữ. Trong tinh vực bị thiêu đốt này, còn có một nơi khác, nơi này cũng tràn đầy nhiệt độ cao nhưng tràn ngập một đạo lốc xoáy vô hình khiến cho ngọn lửa xoay tròn. Đại ma đầu Vương Lâm, ngươi giết Thiên Đao, lão tử và ngươi lại không cửu oán,
ngươi sao lại khiến lão tử ở trong này chịu đựng sự thống khổ của hoạt độc. Vương đại ca, cầu xin ngươi buông tha cho tiểu Hứa tử ta, nơi này thật sự rất thống khổ. Sát tinh vương, ngươi nếu khiến Hứa gia gia của ngươi nóng nảy thì lão tử liều mạng với ngươi. Tiếng mắng thê thảm và âm thanh cầu xin này 3 năm qua dường như chưa từng ngừng vang lên, trong đó còn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết khiến cho những tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông khi đi qua đây đều chọn đi đường vào, không phải nghe âm thanh quát tháo này nữa. Trung tâm trong đó có một người khoanh chân ngồi, toàn thân người này bị ngọn lửa vờn quanh, phải luôn thi triển thần thông để kháng cự, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị ngọn lửa đốt tới thân. Người này chính là Hứa Lập Quốc. Bộ dáng của hắn cực kỳ chật vật nhưng quang mang trong hai mắt cũng sáng hơn năm đó vô số lần. Trong 3 năm qua, hắn bị ngọn lửa bao lấy chèn ép khiến hắn không thể không điên cuồng hấp thu viễn cổ kiếm ý truyền thừa mà hắn đạt được. Như thế hắn mới có thể vẫn tiếp tục đấu tranh sinh tồn. Chỉ thấy Hứa Lập Quốc thường quét một kiếm ra, ngọn lửa phía trước lại tiêu tan một ít. Cùng lúc đó tiếng mắng chửi lại từ trong miệng hắn vang lên. 3 năm qua đây đã trở thành thói quen của hắn. Vương Lâm tiểu nhi, Hứa gia gia nhà người nếu tiến ra ngoài sẽ cùng với ngươi không chết không ngừng. Thanh âm của hắn vang xa, lập tức thân mình đột nhiên rung lên một cách vô thức, mạnh mẽ xoay người về phía xa xa, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Tên giết thiên đao Vương Lâm này muốn xuất quan chăng? Ông trời có mắt nhất định phải khiến hắn không thể xuất quan, khiến hắn không ra được. Không được, nếu hắn không ra được thì ta làm sao mà ra ngoài? Hãy ra đi, nhất định phải xuất quan đi. Trong tinh vực tràn đầy hỏa diễm, tiếng gầm thống khổ của Vương Lâm vang lên. Khi mở ra một trong hai hỏa diễm đồ đằng còn lại lập tức phóng xuất ra nguyên lực khổng lồ khiến hắn quá thống khổ. Trước người Vương Lâm có áo giáp màu đỏ toàn thân, phía sau mái đầu bạc phiêu tán cũng có một con chu tước thật lớn màu trắng xoay quanh, không ngừng hấp thu nguyên lực trong thân thể. Nhưng dù như thế, tám thế nguyên lực dung nhập vẫn khiến Vương Lâm không thể chịu đựng nổi. Sự đau đớn kịch liệt ngày càng dữ dội, nhưng sự thống khổ này cũng không khiến Vương Lâm khuất phục mà khơi dậy nghịch ý trong lòng Vương Lâm. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thần sắc dữ tợn khiến tiếng cười này cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ là cửu huyền đệ nhất biến, Vương Lâm ta nhất định sẽ thành công. Trong tiếng gầm này, tay trái Vương Lâm lại hung hăng điểm lên một hỏa diễm đồ đằng cuối cùng trên tay phải. Trong giây lát, một thế nguyên lực lại ầm ầm bạo phát ra. Trong nháy mắt này, Vương Lâm liền như bị một hỏa cầu vây lấy, nhiệt độ cực cao dù là hắn cũng không ngờ mơ hồ không chịu đựng được, thân thể bắt đầu bốc cháy. Người đã đến cực hạn rồi, lão phu biết người đã cố gắng hết sức. Chu Tước Thánh Hoàng than nhẹ, tay phải nâng lên, đang muốn điểm về phía Vương Lâm. Hắn hiểu rằng lúc này đây cường hành trùng kích cửu huyền đệ nhất biến, Vương Lâm không chịu nổi. Tám thế nguyên lực trước đó, hắn miễn cưỡng có thể kháng cự nhưng ngay khi thế thứ 9 này giải khai, Vương Lâm sợ là chưa kịp thành công đã bị thiêu chết, hình thần câu diệt. Nháy mắt khi Chu Tước Thánh Hoàng chuẩn bị ngăn cản Vương Lâm thì Vương Lâm quay ngoắt người lại, không kể thân thể đang bị thiêu đốt, nhìn về phía Chu Tước Thánh Hoàng, thanh âm khàn khàn vang lên, xuyên qua hỏa diễm, ta vẫn chưa tới cực hạn. Chu Tước Thánh Hoàng nhìn đôi mắt đỏ rực của Vương Lâm, đôi mắt thể hiện một sự điên cuồng, đầy vẻ không cam lòng, không khuất phục, có gan nghịch thiên nhi hành. Tựu giống như tuyệt đại hung ma bị thiên đạo áp chế phong ấn tại cửu tuyền, dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua nhưng tiếng gầm giống kia vẫn thủy chung tồn tại vĩnh viễn, không chút khuất phục. Một màn này, Chu Tước Thánh Hoàng hiểu rõ Vương Lâm trước mặt này chính là nghịch đạo, nghịch tu thành đạo, nghịch đạo thành thiên, nghịch thiên cải mệnh. Thân thể bị đốt cháy không khiến Vương Lâm từ bỏ vật lộn, tay phải hắn nâng lên điểm một cái lên mi tâm, nguyên thần trong cơ thể lập tức đi thẳng tới mi tâm. Khoảnh khắc trên mi tâm hắn xuất hiện một cơn lốc xoáy, nguyên thần thái cổ lôi long nháy mắt hiện ra. Nguyên thần lao ra khỏi mi tâm lập tức gầm lên một tiếng long trời lở đất, hống, thái cổ lôi long có quyền vận dụng tất cả thiên địa lôi. Nháy mắt này, trong toàn bộ tinh vực bị thiêu đốt, lập tức sai khiến một cỗ thiên lôi khí, từng đạo lôi quang hình vòng cung nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ tinh không. Trong thời khắc này, tất cả tu sĩ trong tinh vực bị thiêu đốt đều cảm nhận được một cỗ thiên lôi khí tức nồng đậm. Chân chính tiếng sấm ầm ầm vang lên, nháy mắt đã lấn át tất cả âm thanh trong thiên địa, hóa thành tiếng gào rít vang trời, từng đạo lôi quang đương trường huyễn hóa ra, giống như ngân xà vũ động, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng ngưng tụ về phía Vương Lâm. Lôi quang này quá nhanh khiến cho tất cả các tu sĩ trong tinh vực chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tia chớp nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Nếu là từ bên ngoài nhìn về phía tinh vực bị thiêu đốt này thì có thể nhìn thấy vô tận lôi quang giáng xuống, những tia chớp vô biên vô tận giống như một rừng lôi điện đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Điều này giống như bên trong tinh vực bị thiêu đốt này có một hồi lôi điện phong bạo quét ngang qua toàn bộ tinh vực. Ở trung tâm cơn lôi điện phong bạo, thân thể Vương Lâm đang không ngừng bị thiêu đốt thì bị từng đạo lôi điện tiến nhập vào bên trong cơ thể khiến cho thân mình hắn lập tức trở thành nơi giao phong của lôi và hỏa. Nháy mắt này, con chu tước màu trắng phía sau Vương Lâm lập tức lao thẳng về phía Vương Lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành đồ đằng trên áo giáp ngoài thân thể. Cùng lúc đó, nguyên lực trong chu tước cũng điên cuồng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Đồng dạng, số nguyên lực bị áo giáp hút vào nháy mắt này cũng nhảy vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong thời khắc này,
toàn bộ chín thế nguyên lực ẩn chứa trong cơ thể hắn triệt để bạo phát ra, cũng chính là toàn bộ nguyên lực mà hắn nén ép tới 8 lần phong ấn trong 3 năm qua. Trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm như biến thành hỏa nhân, liệt hỏa phừng phừng cấp tốc xoay tròn bên ngoài thân thể hắn, hình thành một cơn lốc xoáy hỏa diễm thật lớn. Cùng lúc đó, hết thảy hỏa diễm bên trong tinh vực giờ khắc này giống như bị triệu hoán và dẫn động, không ngờ cũng giống như lôi điện, đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Vạn cổ bất diệt hỏa diễm tồn tại vĩnh hằng ở trong tinh vực, một khi di chuyển lập tức dẫn nổi lên một hồi biến hóa kịch liệt khiến cả tinh vực chấn động. Hỏa diễm và lôi điện giao phong, màu đỏ thẫm và ngân bạch giao nhau khiến lôi và hỏa nhưng giao dung. Phía đông của liên minh tinh vực, hỏa diễm tinh vực chiếm cứ gần 3 thành lúc này đột nhiên bắt đầu bùng nổ, biển lửa tràn ngập khiến cho ánh lửa nơi này điên cuồng chiếu rọi khắp tinh vực này. Bên trong Thanh Long Thánh Tông, một đám hung thú khổng lồ giống như văn thú phát ra âm thanh ù ù không ngớt bay đi bay lại trong cực lâm. Dẫn đầu là một con văn thú màu tím, thân thể nổi bật như một ngọn núi nhỏ. Trong khi bay tới, con văn thú này lập tức dừng lại một chút, nhìn về phương hướng Chu Tước Thánh Tông ở xa xa, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một vẻ kích động. Không chỉ có nó, gần như tất cả tộc nhân bên trong Thanh Long Thánh Tông nháy mắt toàn bộ đã nhận ra biến hóa ở Chu Tước Thánh Tông. Bên trong một tinh cầu màu lục ở trung tâm của Thanh Long Thánh Tông có một cự mộc sông thiên. Bên trên đỉnh của cự mộc này có 3 lão giả khoanh chân ngồi đó. Trong nháy mắt này, 3 lão giả gần như đồng thời mở hai mắt ra. Chu Tước Thánh Tông sắp sản sinh ra tân hoàng. 3 người nhìn về phía nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Thân mình nhảy lên, lao thẳng về phía Chu Tước Thánh Tông. Đồng dạng, ở Huyền Vũ Thánh Tông cũng nổi lên biến hóa. Bên trong Huyền Vũ Thánh Tông, trong một mảnh đầm lầy có một con oa thú lớn chừng 10 trượng. Con thú này cực kỳ lười nhác, không chịu di chuyển. Thỉnh thoảng nó vươn đầu lưỡi ra quấn lấy một con thú nhỏ vừa đi qua nơi này vào miệng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hai mắt con oa thú này đột nhiên trợn lên, điên quang nháy mắt lưu chuyển toàn thân khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh nó lập tức trở thành một mảnh địa ngục lôi quang. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng Chu Tước Thánh Tông, thần sắc cũng như văn thú lộ ra vẻ rất kích động. Cùng lúc này, trong Huyền Vũ Thánh Tông, mấy vị đại trưởng lão đều lao ra, phương hướng chính là Chu Tước Thánh Tông. Chu Tước Tân Hoàng sắp sinh ra, đối với tứ thánh tông ta mà nói thì đúng là một đại sự. Mấy vị trưởng lão này tốc độ rất nhanh hóa thành mấy đạo trường hồng bay đi. Giờ khắc này, từ Bạch Hổ Thánh Tông cũng có mấy đạo thân ảnh vừa mang theo vẻ kinh ngạc vừa tươi cười vui mừng tiến vào tinh không bay đi. Toàn bộ Chu Tước Thánh Tông lại giống như sôi trào, vô số tộc nhân lao ra khỏi các tinh cầu, tràn ngập cả tinh không. Đa số những người này đều là cực kỳ kích động, nhưng cũng có một số người sắc mặt âm tình bất định. Trong đó có 3 người vốn được bồi dưỡng thành thánh hoàng, 2 nam 1 nữ, bọn họ cũng đều thuộc hạng nhân kiệt, tướng mạo tự nhiên là không cần phải bàn, tu vi lại ở vào khoảng khuy niết và tịnh niết. Nhất là nam tử đứng giữa, người này tên là Nhâm Đào, thoạt nhìn chừng khoảng 40 tuổi, tu vi đã đạt tới tịnh niết sơ kỳ. Phía sau hắn có đứng một lão giả, sắc mặt cũng âm trầm nhìn vào không trung. Thần sắc của Nhâm Đào lại âm trầm như nước, hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm ở tinh không đang lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng về chỗ sâu bên trong. Cửu huyền đệ nhất biến thì đã sao? Liêu Vân, Phượng San, 2 người các ngươi đã hạ quyết tâm chưa? Bên người nam tử chừng 40 tuổi này, 2 người một nam một nữ vì thánh hoàng mà bồi dưỡng, lúc này trở nên trầm mặc. Nhâm sư huynh, 3 năm trước ta đã tham dự trận chiến ở yêu linh chi địa, Vương Lâm này, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Liêu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nói như đinh đóng cột. Trong thần sắc như vô tình lộ ra một tia cho rằng Nhâm Đào đang không biết tự lượng sức. Liêu Vân vốn là một kẻ tâm cao khí ngạo, tư chất lại tuyệt hảo. Trong hàng tiểu bối ở Chu Tước Thánh Tông thì danh vọng đã gần với Nhâm Đào. Đối với Vương Lâm, hắn vốn không phục lắm nhưng 3 năm trước, cảnh tượng ở yêu linh chi địa cũng khiến hắn mỗi lần hồi tưởng đều phải đổ cả mồ hôi lạnh đầy đầu. Đối với Vương Lâm, từ chỗ không phục nháy mắt đã biến thành sợ hãi. Trong 3 năm này, dần dần theo đại đầu biết được những sự tình của Vương Lâm thì lại sinh ra sự kinh trọng cuồng nhiệt. Đối với tính toán của Nhâm Đào, dưới con mắt của hắn chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử duy nhất trong 3 người Phượng Sa lại rơi vào trầm mặc, đồng dạng lắc đầu, hạ giọng nói, nếu hắn tu thành cửu huyền thì Phượng San sẽ tôn hắn làm thánh hoàng, nếu thất bại thì hết thảy theo sư huynh an bài. Trong mắt Nhâm Đào hiện lên một tia âm trầm, đang định nói tiếp nhưng vào lúc này, đột nhiên hỏa diễm trong tinh không lại càng trở nên kịch liệt, phát ra âm thanh gào rít như tiếng nổ, dung hợp lại với lôi quang, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không chỉ mấy lần. Ở sâu bên trong tinh vực ngưng tụ vô tận hỏa diễm, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, trong cơ thể hắn cũng tràn đầy lôi đình. Một người hắn dẫn dắt toàn bộ biển lửa tinh vực, tác động toàn bộ thiên lôi nơi tinh vực này. Chu Tước Thánh Hoàng cách đó không xa thần sắc lộ ra vẻ kích động hiếm có, ánh mắt nhìn Vương Lâm chứa đầy vui mừng. Theo biển lửa dung nhập, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, nâng tay phải lên ngực mình, phong một. Trong chốc lát, âm thanh ầm ầm đột nhiên nổi lên, theo một cái điểm xuống của Vương Lâm, tốc độ ngưng tụ của biển lửa diễn ra nhanh hơn. Phía sau Vương Lâm, dưới một điểm này có một bóng dáng hư ảo xuất hiện,
Bộ dáng của hắn không ngờ giống Y Đức Vương Lâm, chẳng qua toàn bộ hư ảnh này đều từ ngọn lửa vô hình tạo nên. Nháy mắt khi hư ảnh này xuất hiện, biển lửa bên trong tinh vực này phảng phất như bị thần phục, nhất tề bị áp chế xuống. Tay phải Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng điểm tiếp lên người, phong 2, phong 3, gần như chỉ trong chốc lát, Vương Lâm đã liên tiếp 9 lần điểm xuống, tốc độ lao vào của biển lửa xung quanh đã nhanh hơn, hư ảnh phía sau hắn cũng đã rõ ràng hơn nhiều. Cuối cùng Vương Lâm thấp giọng quát, phong cửu thành huyền, đệ nhất biến, hư ảnh phía sau hắn trở nên hoàn toàn rõ ràng, đây chính là Vương Lâm, đây không phải là phân thân mà linh thể do cửu huyền đệ nhất biến biến thành. Linh thể này bước tới một bước, dung nhập vào bên trong cơ thể Vương Lâm, khoảnh khắc đã dung nhập vào hòa trùng bên trong nguyên thần hắn. Không ngờ trong nguyên thần của Vương Lâm lại xuất hiện một nguyên thần, thời gian dường như vĩnh hằng. Vương Lâm mở hai mắt ra, một cỗ quang mang nóng cháy đột nhiên bắn ra long trời lở đất, khiến chi ngọn lửa xung quanh ầm ầm múa lượn, dường như nghênh đón. Trong ánh mắt này có ẩn chứa một cỗ lôi điện chí cực, khiến nơi mà ánh mắt hắn đảo qua liền vang lên tiếng sấm ầm ầm, hoàn mỹ dung hợp với hỏa diễm, tuy hai mà một. Thánh Hoàng, Thánh Hoàng! Cảm ứng đặc thù của cung tộc nhân khiến khi tân Thánh Hoàng xuất hiện, tâm thần bọn họ lập tức rung động. Toàn bộ tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều truyền ra tiếng hò hét kích động. Chỉ có Nhâm Đào áp chế một chút khủng hoảng trong lòng, thần sắc càng thêm âm trầm. Giờ khắc này, toàn bộ các thế lực trong Liên Minh Tinh Vực, La Thiên Tinh Vực, Thi Âm Tông đều kinh động. Tứ Thánh Tông tồn tại cho tới ngày nay, sự xuất hiện của Thánh Hoàng đều dẫn khởi sự quan vọng của vô số người. Phải biết rằng Tứ Thánh Tông bắt nguồn từ rất xa xưa, lịch sử lâu đời. Từ thời tiên giới còn chưa sụp đổ, Tứ Thánh Tông đã tồn tại rồi. Tuy nói Vũ Chi Tiên Giới là chí tôn, nhưng tại thời kỳ toàn thịnh thì dù là Vũ Chi Tiên Giới cũng phải cấp cho Tứ Đại Thánh Hoàng ba phần mặt mũi. Bất kể là tân Thánh Hoàng của bất kỳ Thánh Tông nào xuất hiện, Tiên Giới cũng phải mang tới một phần hạ lễ. Thời điểm đó căn bản là chưa xuất hiện tu chân liên minh, chỉ mới có Côn Hư Chi Cảnh. Có thể nói khi Vũ Chi Tiên Giới chưa sụp đổ thì Côn Hư Chi Cảnh chỉ là một mạch phụ trúc, lệ thuộc vào Tiên Giới mà thôi, chuyên phụ trách hết thải luyện khí sĩ ở hạ giới. Chỉ có điều, vì sự cường đại của Tứ Thánh Tông và một số nguyên nhân đặc thù mà Tiên Giới vẫn cho phép Côn Hư Chi Cảnh và Tứ Thánh Tông cùng tồn tại trong Côn Hư Tinh Vực, lịch đại Thánh Hoàng xuất hiện đều khiến cho nguyên lực vô biên có sự biến hóa. Nhất là đối với những tu sĩ đại thần thông mà nói thì loại biến hóa này có thể nhận biết được. Lúc này, theo Vương Lâm tu thành cửu huyền đệ nhất biến, thiên địa nguyên lực lấy Chu Tước Thánh Tông làm trung tâm, hướng về bốn phía tạo ra dao động, dần dần lan khắp ra toàn bộ Liên Minh Tinh Vực. Phía La Thiên chiếm cứ hai mặt phía Bắc và phía Tây Liên Minh Tinh Vực, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của sứ giả Lôi Thần Điện. Sau khi thành công thâu tóm hai đại khu vực này, Lôi Thần Điện liền trở thành trưởng khống giả tối cao nhất. Nhất là tòa đại điện màu đen giống như một ngọn núi lơ lửng ở giữa tinh không, chậm rãi trôi về phía trước. Gần như ở bên ngoài mỗi tòa đại điện này đều tập trung rất nhiều La Thiên tu sĩ. Từ xa nhìn lại, mấy trăm tòa đại điện như thế hình thành một phiến đại quân liên miên không dứt. Phương hướng chúng di chuyển chính là đi về phía các thế lực của Liên Minh ở trung tâm Liên Minh Tinh Vực. Tuy có nhiều tu sĩ nhưng vẫn không có âm thanh con người, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của phi kiếm xé gió bay đi vang lên quanh quẩn. Qua mấy năm chiến đấu, có thể nói tu sĩ của La Thiên đã có biến hóa rất lớn. Vẻ non nớt ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là tiêu sát. Giờ phút này, dao động của thiên địa nguyên lực truyền tới nơi này, tràn qua bốn phía đám tu sĩ này. Chỉ có điều những tu sĩ này tu vi không mạnh, rất khó phát giác ra sự biến hóa nguyên lực rất nhỏ này. Nhưng đi ở phía sau, trong một tòa đại điện với kích thước lớn gấp 10 lần những tòa đại điện khác, Viêm Lôi Tử đang khoanh chân ngồi cũng mở chừng hai mắt ra. Khi hắn mở mắt ra, trong cung điện này còn có hơn 10 lão giả khác cũng đều mở mắt, tinh quang trong mắt bùng lên. Thiên địa nguyên lực dao động là từ phía Đông Liên Minh Tinh Vực truyền đến. Một lão giả trong đó chậm rãi nói, hay là phía Đông Liên Minh Tinh Vực xuất hiện trọng bảo gì đó chăng? Thần sắc Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ trầm ngâm, lắc đầu nói, dao động như thế này cũng không giống có trọng bảo xuất thế. Phía đông của Liên Minh Tinh Vực là phạm vi của Tứ Thánh Tông, hay là có Tân Thánh Hoàng xuất hiện? Tinh quang trong hai mắt Viêm Lôi Tử chợt lóe lên, mơ hồ có thể xác định đôi chút. Dù sao thời gian hắn rời khỏi tu chân liên minh cũng đã quá lâu rồi. Tứ Thánh Tông, ngay cả tu chân liên minh cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Một cái tông phái nho nhỏ, nếu đại quân La Thiên ta bước tới thì chắc chắn sụp đổ. Một lão già tóc đỏ ở trong cung điện có thần sắc kiêu căng, khinh thường nói, Tứ Thánh Tông cũng không như suy nghĩ của các vị đâu. Dao động này rất có thể là có tân thánh hoàng sinh ra, chỉ là không biết là vị tân hoàng của tông nào. Viêm Lôi Tử liếc nhìn lão giả tóc đỏ kia một cái rồi trầm giọng nói, không biết vì sao dưới sự dao động thiên địa nguyên lực này, hắn lại mơ hồ nổi lên một tia bất an. Cảm giác này rất vi diệu nhưng cực kỳ rõ ràng. Đồng dạng cảm nhận được dao động thiên địa nguyên lực lúc này còn có một người khác. Người này là một lão giả, mặc một thân hắc y đang từ lối vào giữa phía Tây Liên Minh Tinh Vực và La Thiên Tinh Vực bước ra. Nhưng lập tức hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, ánh mắt phảng phất như có thể nhìn thấu toàn bộ cả tinh vực, lộ ra một tia suy nghĩ. Tân hoàng của Tứ Thánh Tông, trong dao động này ẩn chứa một tia hoàng nguyên lực,
chắc là Chu Tước Thánh Hoàng. Như vậy thì trận chiến này lại càng thêm có ý nghĩa. Vu Cực Tử, lão phu cũng không tin liên minh tinh vực loạn thành thế này mà ngươi còn không chịu hiện thân. Phía nam của liên minh tinh vực, trong phạm vi của Thi Âm Tông, ở sâu bên trong có một chiếc quan tài lớn màu đen. Trên quan tài hình bát sắc này có một cái thiết liên kéo liền với một khối quan tài khác ở bên dưới. Bên dưới có rất nhiều quan tài hình thành một đám dày đặc như mạng nhện. Bên ngoài phiến quan tài này có một tu chân tinh do không biết lấy loại thần thông nào na di chuyển đến đây. Lúc này đây, dao động thiên địa nguyên lực truyền tới nơi này. Một chiếc quan tài ở một chỗ sâu nhất của phiến quan tài này lập tức truyền ra một tiếng động rất khẽ. Ở thời khắc này mà Tứ Thánh Tông lại xuất hiện Tân Thánh Hoàng. Có ý tứ, theo thanh âm của hắn vang lên, lập tức tất cả quan tài ở bốn phía đều truyền ra âm thanh ma sát. Âm thanh này vang lên như có thể xé rách tâm thần, thậm chí ngay cả tinh không xung quanh cũng xuất hiện một cái khe rãnh. Đồng dạng cảm nhận được dao động của thiên địa nguyên lực còn có những thế lực lớn trong tu chân liên minh. Ba phương kia tạm thời không nhắc đến, thế lực cường đại nhất trong tứ phương, vốn là bát cấp tu chân quốc Xuất Vân Quốc, nắm trong tay hơn 10 tinh cầu, vờn quanh hình thành một trận pháp. Phía trên chủ tinh là nơi tổng bộ của Xuất Vân Tông, toàn bộ Xuất Vân Tông do Xuất Vân Quốc làm chủ. Trong một căn mật thất phía sau Xuất Vân Tông có một lão già đầu bạc đang khoanh chân ngồi đó. Lão già này khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn cực kỳ từ bi. Lúc này trong bi văn vờn quanh, lão già này mở hai mắt ra, sau khi trầm ngâm một lát thì nhẹ giọng nói, "Mặc Chí." Lời của lão già này vừa vang lên, hư không phía trước người lão liền xuất hiện sóng gợn. Một hán tử với cái đầu trọc mặc bố y từ trong sóng gợn bước ra, hướng về lão già ôm quyền cung kính nói, "Mặc Chí ra mắt sư tôn, Tứ Thánh Tông xuất hiện Tân Thánh Hoàng, ngươi mang theo 5 hạt cực phẩm tiên đan, 100 hạt tiên đan bình thường, 1000 kiện tiên bảo và đầu tinh hồn mà vi sư luyện hóa 500 năm trước làm lễ vật." Tinh, Mặc Chí ngẩng đầu lên nhìn lão già một cái, đang muốn nói lại thôi rồi gật gật đầu, "Tinh hồn kia cực kỳ quý giá nhưng hạ lễ của Xuất Vân Quốc ta nhất định phải có thứ đó. Vi sư tính ra ngươi và Tân Thánh Hoàng có chút cố giao, lần này giao hảo với Thánh Hoàng này đối với Xuất Vân Quốc ta mà nói cực kỳ trọng yếu." Lão già nhẹ giọng nói, "Cố giao, cả đời này bằng hữu của Mặc Chí rất ít, giờ phút này nghe vật cũng không hỏi nhiều, lui về sau cáo từ rời đi." Giờ khắc này, trong phạm vi của Tứ Thánh Tông, một đạo thân ảnh bay nhanh về phía Chu Tước Thánh Tông, tiến vào hỏa diễm trì ngọc trên Chu Tước Thánh Tông, tiếng hô Thánh Hoàng liên tiếp vang lên. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên tinh không tràn ngập lôi hỏa trên đầu. Không xa phía sau hắn, ánh mắt Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ kích động, gật đầu cười dài rồi nói, "Tốt, Chu Tước Thánh Hoàng ta rốt cục có Tân Thánh Hoàng, lão phu rốt cục đã có thể mỉm cười ra đi được rồi." Hắn nâng tay phải lên chụp một cái vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cái khe, bên trong bay ra ba đạo lưu quang. "Vương Lâm, làm Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông, ngươi cần phải có ba dạng vật phẩm. Thứ nhất là áo choàng của lịch đại Thánh Hoàng." Lưu quang trong tay phải lão giả dừng lại một chút rồi bay thẳng về phía Vương Lâm. Tới trước người Vương Lâm, lưu quang này lóe lên hóa thành một chiếc áo choàng màu trắng. Trên áo choàng này có 9 con chu tước vây quanh, có một cỗ uy nghiêm tràn ra. Áo choàng này lão phu cởi ra ở Thiên Nhân Đệ Tam, không ngờ cũng có ngày rốt cuộc không phải lại mặc vào. "Hôm nay, ngươi kế thừa nó." Thần sắc lão Thánh Hoàng lộ ra vẻ hồi tưởng. Tay phải Vương Lâm chạm lên áo choàng kia, nó lập tức lóe lên lưu quang rồi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Sau khi hào quang tiêu tán, nó đã được mặc lên người Vương Lâm. Vương Lâm vốn có một mái đầu bạc, cũng có áo giáp màu đỏ hồng. Lúc này sau khi mặc vào áo choàng này liền khiến hắn có một cỗ khí tức kỳ lạ. Trên chiếc áo choàng này, Vương Lâm rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ tăng thương, phảng phất như nó đã tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng. Kiện vật phẩm thứ hai là thứ đại biểu cho thân phận bao đời Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông ta, Chu Tước Thánh Linh. Lão Thánh Hoàng vung tay phải lên, lập tức đạo lưu quang thứ hai bay thẳng về phía Vương Lâm, được Vương Lâm nắm lấy trong tay. Đạo lưu quang kia lập tức hóa thành một lệnh bày hình ngọn lửa. Khoảnh khắc khi bàn tay Vương Lâm cầm lấy nó, lập tức cảm nhận được từng trận hỏa nguyên lực từ bên trong truyền ra, cũng giống như chiếc áo choàng, nó tràn ngập cảm giác tăng thương của năm tháng. Vật thứ ba là thứ trọng yếu nhất của Chu Tước Thánh Tông ta, Thái Cổ Thánh Khí. Đạo lưu quang thứ ba kia dừng lại trong tay Vương Lâm, lập tức hóa thành một khối đá màu trắng. Quan sát Thái Cổ Thánh Khí của Chu Tước Thánh Tông ở khoảng cách gần, Vương Lâm lập tức nhận thấy có vô số ấn ký liên tục lóe lên trên khối đá này. Mỗi lần lóe lên, nhiệt độ cực cao của khối đá này sẽ nóng lên một chút. Ấn ký trên khối đá này phảng phất như chưa từng đình chỉ, rơi vào trong mắt Vương Lâm khiến hai mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Tâm thần của hắn lúc này đang nổi lên sóng gió. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy khối đá này. Trên khối đá này hắn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức tương tự như nghịch thiên. Tia khí tức này cực kỳ nhạt nhưng tồn tại rất chân thật. Nếu không tự tay cầm lấy thì Vương Lâm sợ là rất khó phát hiện ra. Trên mi tâm của thi thể Thanh Xương còn có thánh khí huyết, bất cứ lúc nào người cũng có thể gỡ xuống. Lão Thánh Hoàng nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ba dạng vật phẩm này là từ người đầu tiên đảm nhận cương vị Thánh Hoàng lưu lại, chỉ có lịch đại Thánh Hoàng mới có thể kế thừa, người phải bảo tồn thật tốt. Lão Thánh Hoàng dãy dụa đứng lên, thân thể hắn đã rất uể oải,
gần như chỉ là động tác đứng lên cũng khiến hắn cực kỳ thống khổ. Nhưng lúc này, trong mắt hắn chứa đầy cảm giác kích động và vui mừng, cũng khiến hắn quên đi hết thảy đau đớn. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn thẳng về phía Vương Lâm, ánh mắt chứa đầy vẻ hiền lành. Vương Lâm trầm mặc đến bên cạnh Lão Thánh Hoàng. Lão giả nhìn Vương Lâm, đặt tay phải lên thiên linh hắn rồi hạ giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thánh Hoàng, đi thôi, đi ra cho tộc nhân của ngươi biết, Lão Phu phải đả tọa một lần cuối cùng trong đời này, 7 ngày sau ngươi về lại đây gặp ta. Vương Lâm nhìn Lão Thánh Hoàng, mở miệng ra muốn nói cái gì rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn gật đầu, nhìn Lão một cái thật sâu rồi xoay người đi về phía xa. Áo giáp màu đỏ hồng, áo choàng màu trắng, mái tóc dài màu trắng, còn có chu tước đồ đằng màu trắng. Hết thảy những điều này khiến Vương Lâm hình thành một loại khí chất rất đặc thù. Hắn bước về phía xa, dần dần khuất bóng. Lão giả mang theo sự vui mừng, nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp. Tâm tình của Vương Lâm rất trầm trọng, hoàn cảnh của Lão Thánh Hoàng khiến đáy lòng hắn nặng trĩu. Theo một đường Vương Lâm đi tới tu chân tinh chu tước thánh tông, gần như tất cả tu sĩ đều bay ra. Âm thanh Thánh Hoàng vang lên long trời lở đất. Bên trong thanh âm này lại hiển lộ ra sự kích động và kỳ vọng qua bao tháng năm của tộc nhân chu tước thánh tông. Kết thúc tập này ở đây. Mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.